Rồi chào anh, rồi Duy Hiếu cũng mến chào cô chú ha. Hôm nay trở lại kênh Bonsai Cần Thơ, giới thiệu đến quý cô chú anh chị là 16 phôi tứ quý ha. Dạ em rất mong cô chú anh chị gần xa xem kênh ủng hộ cho em. Số điện thoại em là nhắc lại là 0907 864 124 hay cô chú. Địa chỉ em là thành phố Cần Thơ. Rồi đầu clip em vô một cây tứ quý hàng khủng nha, độc lạ Bình Dương luôn nha cô chú anh chị. Cây này là cây mai vàng, nó dắn vô cây tứ quý, nó liền luôn ha, một cốt nha cô chú anh chị. Cây này à, dạ đó nó độc lạ ha. Cái này 1.000 cây mới kiếm được một cây, hơi khó là được như cây như gì nha cô chú. Hoành lớn đó ha. Đó. Tay cầm bự luôn ha. Tay cành bự luôn, dạ, một cốt vót ngọn. Đó, vót nè. Bằng ngón giò cái thôi. Đó, vót ngọn đó chừng 10 cái gì. Đó. Tay cầm thân đều luôn. Dạ phân đều luôn. Đó, em quay cho cô chú anh chị mình nhìn theo gõ một cái ha. Rồi em vô thông số. Đó, tại vì cây lớn ha. Cây này em đo hai ba vị trí cho cô chú mình xem hết cô chú anh chị, tại cây này nó cũng khó đo nhạy cảm. Nói chung cây ở đây là hoành thì em không có tính, nói chung cô chú mình cứ trừ hao ước lượng ha. Em đo hoành ngay vị trí này là nó 52 ha. À em đo nói chung đây hai ba vị trí cho cô chú mình tham khảo, đây 47 đó. Dạ, cây này vót vót ngọn lên đây cỡ khoảng còn có 4 10 hết cô chú. Cây này có cái chiều cao, chiều cao là nó được 1m4. Tán ngang hiện tại cây này gì là nó 1m1, 1m chứ 1m. Thoát thân từ đây lên tới cốt đây là được 3 tấc nha cô chú, 2 tấc mấy chi số 1 ha, 30 hết biết rồi đó. Đóng đều lên luôn nha cô chú anh chị. Đây dạ nở hậu xù, đây đặc biệt đây là nó mai vàng xù hết cô chú. Đó, nửa bên này là mai vàng, nửa bên đây là tứ quý. Đó, hồi xưa giờ anh quay nhiều anh thấy có cao hay cây nào được như cây này chưa? Đó thì bởi vậy. Đó. Nó hoành gắt hoành lớn mà nó đặc biệt là nó một cốt nữa cô chú. Thiên nhiên ha. Đó. Nó à đã quên em, đây là hai nhánh mai vàng, này một nhánh mai vàng. Bên đây một nhánh mai vàng. Đó, em để luôn ha. Đây, dạ. Dạ, đúng đúng rồi đó đó, mình chỉ gọi cho cô chú cho đây là hai nhánh mai vàng. Rồi cây tứ quý độc lạ này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa, giá là 29 triệu. Dạ một cây tứ quý một cốt ha, giá 29 triệu nha cô chú. Dạ nó nói chung mấy cây này hàng chung với nó không phải độc lạ gì, nói chung nó cũng rất là đẹp thấy cô chú, một cốt mà nó tay cành nó bo phân chi rất là đều ha, tứ quý lực cây nó năng gió cây. Rồi em đổi cây. Rồi tiếp theo là mã số 2 là em tứ quý nha quý cô chú anh chị. Đó, tứ quý một cốt luôn nha cô chú anh chị. Vót ngọn luôn. Ừ. Đó, tay cành thì thôi như như đinh đóng. Đó, đế nè. Đặc biệt cây này nó có mặt đế này quá là đẹp nha quý cô chú anh chị. Nó liền bệ mà nó khích gịch luôn nè, cái bàn tay mình được, nói chung cái dít sọt vô không được luôn đó. Đó. Và nó đặt luôn. Mặt bên đây nó hơi hơi trống một chút mà nó vẫn có đế. Đây. Nó có rễ hết trơn ha. Đế nó cũng như nói chung là nó không được, nói chung là cây thiên nhiên nó phải nó đều được như mặt này thì thôi nói gì ha. Đó, mà đặc biệt cái cây nó năng cây nó vót cây nè, đó, cốt cành thì thôi. Rồi, em vô cái hoành thân ha. Cây này cũng đo nó cũng nhạy cảm nha cô chú. Cây nào đo sao 36 hoành là em đo chuẩn nha. Nói chung nó nở xuống này nó em không tính, em đo cái cũ. Đo đâu tính đó. Dạ. À, đúng rồi, em đo đâu tính đó để cô chú mình một hai phân hoành nó khi nó mình ăn gian này kia. À, một mét ha, cái cũ đặt ha cô chú. Chung cây em đây thì em không có tính theo hoành ăn gian đâu. Chủ yếu là giá cả đó nha cô chú. Chiều cao là 135. Tán ngang hiện tại là 80. Cây này có đường kính bầu là nó được 70. Quá đẹp cô chú anh chị ơi. Thoát thân nó khoảng 20 nha cô chú. Tới cốt cành 20. Đó. Và dáng trực cốt cành rất ngọn. Rồi cây này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa 11 triệu 800 ngàn. Mã số 2 nha cô chú. Rồi bỏ cái xe đó đi qua đây. Bỏ xuống đi. Để. Bỏ đỡ đi. Bỏ đỡ đây đi, hồi ghim vô. Rồi lên luôn, đây nè, lên theo hàng luôn. Rồi.
Rồi mã số 3. Đó, tư quý đế nơm, bonsai lùng lực nha cô chú anh chị. Đế như gói mì ha. Đó. Đế thiên nhiên nha cô chú, không có làm cọng dây nào mà để cảo sữa ha. Đặt kẹo nha cô chú. Đó. Bầu tới đâu đế tới nấy ở đó nha. Dạ. Tư quý, tư quý. Em nói chung em là tư quý, em chiên tư quý à. Đây. Tính 30 thôi nha cô chú. Hơn 30 dạ. Đó. Cây này có chiều cao là 47. Dạ, đế sổ là 2 tấc 9. Tổng nồi đế hơn 150, tính 150 luôn. Đế đặt 150 nha. Tổng nồi bầu đế. Rồi, cây số 3 này giao lưu 9 triệu 8 thôi cô chú anh chị ơi. Dạ. Đế đẹp, thân đẹp luôn. Chung cái này về chơi bonsai bắt cái nón lên một cái là cực kỳ. 9 triệu 800 ngàn. Rồi, đổi cây. Bỏ qua đây. Rồi. Tiếp theo. 4. Rồi cũng là một em quái thú luôn. Dạ, đây, trực bay. Đó. Chung nói chung mấy cái lô cây này em săn hàng nói chung là cũng quái lạ không nha cô chú anh chị. Đó. Hàng này là nói chung đẹp. Rồi 31 hoành thân. Cây này nó có cái mình dài gì là 25 ha. Đường kính bầu là 62. Rồi. Chiều cao lên tới đây là nó được 95. Cành bay là nó được 60. Đó. Tổng nồi đế là 150, hơn 150. Đây em quay một vòng cho cô chú anh chị mình thấy ha. Đó. Nó đẹp đều hết trơn nha cô chú anh chị. Tư quý mà mấy cái dáng quái này nói chung nó rất là hiếm ha. Dáng trực đế này kia thì nó dễ ha. Mấy cái dáng quái thú này mấy ông già xưa bẻ mới được gì nha cô chú anh chị. Đó. Dạ đúng rồi, nó lọn luôn. Nói chung mấy cây này xưa người ta trồng sao mình cũng không hiểu. Đó. Rồi cây mã số 4 này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa ha. 6 triệu 900 ngàn. Đó, một cây trực bay 6 triệu 9 nha cô chú anh chị. Nói chung cây bên em thì em cây sưu tầm không nha cô chú. Cây lựa ha. Cô chú anh chị nào mình thấy cái giá hợp lý thì cô chú ủng hộ em ha. Đó, nói chung mình giá không hợp nhãn thì mình cứ giao lưu mình xem vui ha cô chú anh chị. Đi ngang qua cho em một cái lượt like thôi. Đó. Rồi. Nhiều khi mới tra vô chữ. Năm. Đó, một cây bonsai tam tài ha cô chú anh chị, cũng là một cây quái luôn. Đó, cây này mình về vô chậu chữ nhật là cực kỳ nha cô chú anh chị. Đó. Cây này tam tài ha, nó nó liền bệ nha. Nói chung cái này em đo tổng nha chứ không có đo gì là 53 nha cô chú. Dạ. Đo tổng ha, chiều cao là 50. Rồi tổng nồi đế là nó 145. Rồi mã số 5 này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa. 5 triệu 800 ngàn. Dạ em bao ship, nói chung cây bên em là em dẫn chia ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Đảm bảo cây mạnh khỏe, cây bầu đất ghim. Về cây nào bầu phân, cô chú cứ trả cây về em. Đó. Nói chung đây là em khai thác từ đất, em đi bứng từ đất em giao lưu đến quý cô chú không ha. Khai thác cây thiên nhiên ha cho cô chú anh chị. Đó. Dạ. Cô chú nào có theo dõi em thì cô chú biết ha. Đó. Rồi. Ấy thằng quái ông lên. Đó. Rồi cây này như con gì nó bò trường nè, kêu như lạc đà nha cô chú. Đó, tư quý luôn nha. Số 6. Dạ. Số 6. Gián thú. Nó. Nói chung mà dạ, hôm nay mình gọi gián thú đúng rồi. Nói chung cô chú muốn cho dán gì cho ha.
Hoành là 34. Chiều cao là 65. Cây này có đường kính bầu là 53. Cái cục đặt này nó gì nó được 75. Dạ. Rồi, cây mã số 6 này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa. Một cây tứ quý giá là 4.800.000. 4.800.000 nha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc ha. Em kêu cũng là sát cái giá ha cô chú anh chị, thôi cô chú anh chị mình chơi. Cây này rất là đẹp ha, vô cái chậu chữ nhật nha cô chú. Rồi. Rồi. Rồi, mã số 7 nha quý cô chú. Cũng là một cây tứ quý. Đế cũ, nói chung hàng nói chung của em bên đây là em săn toàn là hàng khá cây không nha cô chú. Đế là liền cũ ha, hoành thân ha, đó. Chung mấy cây này cho cô chú anh chị mình về chơi ha, cây thì nó đâm cho vú chồi ha cô chú anh chị. Đó. Dạ, một cốt giót cho cái hoành thân. Đây, 40 hoành chuẩn luôn ha. Dạ. Cái cũ. Cũ đặt là 110 nha cô chú. Chiều cao là 98. Đường kính bầu là 65. Rồi. Cây tứ quý mã số 7. Em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa ha, là giá là 5.800.000. 5.800.000 nha cô chú, mình có một cây tứ quý mình chơi. Rất là ok. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi. 8. Rồi tiếp theo là một cây tứ quý đế bonsai. Đó. Lật nó qua đây. Đó. Quá đẹp. Đế đặc, đế cũ. Đó. Nói chung hàng của em hôm nay là hàng khá cây không nha cô chú anh chị. Tứ quý vào mà cạnh tranh với nhau mua mà em sắm được cái dàn cây này nói chung là cũng là rất là khá ha cô chú. Rồi, mã số 8 em cho hoành thân. 32 hoành. Cũ đặt là 90. Dạ. Yeah. Chiều cao là 52. Tổng nội đế kìa. Rồi, tổng nội đế là 135. Đó, cây bonsai ha, về bật lên chơi cực kỳ đẹp. Cây này ép chỗ 5 ha cô chú. Rồi, em giao lưu là giá 4.500.000, mã số 8. Quá đẹp. Rồi. Rồi tiếp theo. Rồi mã số 9 là một cây quay cành nhạo nha cô chú anh chị. Đó, cực kỳ. Cây này ông chủ nhà ông chơi ghim đó, hồi đó cái tàn nó rất là lớn. Nói chung em mua về cái em cắt lại nha cô chú anh chị. Em rút lại, đó, em rút dàn xương lại. Đó. Mã số 9 hay cô chú. Dạ, đế đều hết trơn. Cây là bao cô chú mình sống khỏe ha, yên tâm ha. Đừng có sợ mà cây yếu đồ này kia. Đây, 45 hoành. Đó. Em chiều cao là 87. Rồi, đường kính bầu là 69. Đó, cây này về mình vô chậu 7 cũng ok nha cô chú. Rồi, cây tứ quý mã số 9 này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa ha, giá là 11.500.000. Và một cây bonsai lùng lực 45 hoành là nghe cô chú anh chị. Đó, cốt cành có ha, về mình mau đóng vô là mình chơi được ha cô chú. Rất là đẹp. Rồi, em đổi cây. Em chắc qua đây hồi cái mình làm tấm hình. Để đây em. Rồi.
Mã số 10 nha cô chú anh chị. Một cây tứ quý trực luôn. Đế nơm nở cũ. Đó. Quay một vòng cho cô chú anh chị mình xem ha. Hàng này là hàng đẹp ha cô chú. Già, già cây dữ lắm đúng rồi. Nói chung cây hàng chục năm đó. 47 hoành nha cô chú anh chị. Chiều cao là 125. Đường kính bầu là 70. Cây này có tán ngang hiện tại là 50. Rồi. Rồi cây tứ quý mã số 10 em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa. Giá là 13.800.000. Dạ, yeah, tay cành lực. Một cốt luôn, đặc biệt nó một cốt. À, cây này đặc biệt nó có cái lỗi này là do em vận chuyển nó bị chóc da ha, không thành vấn đề nha cô chú anh chị. Đó. Dạ, cũng chỉ cái lỗi nào mình chỉ cho cô chú để khi nhận cây á, cô chú mình không có phiền nàn được cho mình. Đó, đặc biệt là ngoài ra là cây không có bị gì nữa hết ha cô chú anh chị. Đó. Rồi, đổi cây. Hồi qua ông lắc cái mấy cây nó gần lại cái bàn xoay cho nó nhỏ. Mã 11. Rồi một cây bonsai đế lực hơn tùm tay em. Đó. Nở cũ. Tam tài dạ, nó nói chung là mấy cây này nó già cây dữ lắm nha cô chú, nó lỗi nó đỏ như căm xe vậy nha cô chú anh chị. Đó. Là mấy cây này của ông già ông chơi đó, như cây quay cổ rồi nãy cũng vậy, nó là nó già như căm xe. Đó, đây. Thịt da nó già khủng khiếp. Đây, 35 hoành nha cô chú. Cây này nó có cái cũ, em đo cái cũ. 90. Dạ. Yeah. Cây này có chiều cao 60. Tổng nồi đế. Rồi, 160. Rồi, mã số 11 này em xin phép giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa. Giá là 7.500.000. Đó, hàng đẹp ha cô chú, giá dễ chơi ha. Cây này mình đưa đam lên nguyên cái chậu rất là lực cây ha. Dạ. Đó. Tiếp theo một cây quái thú luôn. Đế như gói mì. Đó, cô chú thấy hàng của em hôm nay ha, em săn hàng nói chung là rất là ok ha cô chú. Cây mới không nha quý cô chú anh chị. Đó. Đáng cho cô chú mình lựa chọn ha. Đồ này không chơi chơi đồ gì cô chú anh chị. Cây rất là sạch cây ha, có cái đuôi này rất là ha, về quấn cái mâm ha, lợp trên đây 3 bo ha hoặc 4 bo cho nó mau đầy tàn. Cực kỳ. Năm sau là mình một có một cây để bàn nha cô chú. Rồi, 27 hoành. Yeah. Chiều cao 50. Cái cũ nè. Cũ đặt gì là nó được 115. Gói mì này nó sổ ra được 2 tấc 8. Cây này tổng nồi đế cho cô chú mình ước lượng được cái cây nó ba lớn ha, nó được gần hết cái dây 149. Rồi cây mã số 12 này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa, 9.800.000. 9.800.000 nha cô chú. mà nó đặt luôn ha anh, không có cảo sữa cộng nào hết trơn đó anh thấy đó. Đúng rồi, dạ. Hàng nói chung là em đây là không có chỉnh sữa đâu. Rồi mã số này mã số 13. Rồi một cây một cốt đó. Có cái ức nè, quái dị cà na. Đế thì đế quái nha cô chú anh chị. Đế nơm mà nó kiểu dạng không phải nó bài ra. Nó đây. Dạ. Yeah.
chung là quái. Chắc ha. Dạ, cứng đàng hoàng, ok, cây tàn cốt chi là đóng như đinh đóng ha. Rồi em cho cái hoành thân. Đây, 41 hoành nha cô chú. À, đây xuống dưới đây, nói chung cây này đo 2-3 vị trí ha. Đây là 47. Đó. Em tính 41 hoành ha cô chú. Chiều cao là 129. Cây này đế nó sổ lên đây là 2 tấc 2. Đó. Đường kính bầu là nó được 60. Đó. Rồi mã số 13 này em giao lưu là 10,5 triệu. Rồi. Đặc biệt có cây này cực kỳ. Rồi. 14 ha. Quái vậy cà na, thằng lắc 3D nha cô chú. Tư quý mà ông già, nói chung mấy cây này là kiển cổ của ông già xưa ông chơi. Ông bẻ mới được gì nha cô chú anh chị. Dạ 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 nó. Nói chung là hà hàng kiển cổ. Đó, cái lô này em mua về mới này là chưa có ha, mấy cây là người ta bẻ ha, chi tay ha. Cái cành này, cái chi này đúng ra là bỏ luôn cũng được nữa. Đó. Mà em để ha cô chú anh chị. Hàng độc lạ nha cô chú. Đế thì đế cũ nè, nó liền bệ ha. Đó. Đế này như cái dáng thú vậy ha. Đó. Nói chung là cây, mấy cây này hàng cũng như thuộc dạng hàng hiếm nha cô chú. Mã số 14. Đây, 36 hoành nha cô chú. Đó. Cây này có cái chiều cao là nó được 130. Tàn ngang hiện tại nó gì là nó được 1m102 nha cô chú anh chị. Đó. Lắc lượng 3D nha cô chú anh chị. Cây này mà quýnh cái chi cổ lên cực kỳ. Về cô chú mình rút vô một chút nữa mình ghép ha, rất là đẹp ha. Đó. Rồi cây mã số 14 này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa 10,500,000. Lạ cây. Rồi. Khó đi vô. Mã số 15. Độc lạ nha cô chú. À. Cây này một cốt đế cũ ha. Quay một vòng cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, đế nguyên cái bệ này ha. Đặc biệt đây nó hơi trống, có cọng rễ trong đây, nó có rễ mồi ha cô chú anh chị. Đó. À, mặt này thì thôi khỏi phải bàn ha cô chú. Hết biết. Một cốt giót đọt luôn ha. Rồi em cho cái hoành thân. Rồi 36 hoành. Cây này có cái củ. Củ gì là nó được 80. Dạ. Củ đặc ha. Cây này có chiều cao là nó được 98. Tổng cái nồi đế cái. Rồi 170 ha. Rồi cây mã số 15 này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa ha. Giá là 9,800,000 nha cô chú. Dạ. Rồi. Đổi cây, em còn cây lớn. Anh dừng giùm em cái. Rồi cây này là cây mã số 16 là cây cuối clip nha cô chú. Hàng khủng nha. Đó. Này cây này quá nặng, em nhờ camera đi một vòng cho cô chú anh chị mình xem cho nó rõ ha. Đó. Hết biết nha cô chú anh chị, đế cộng lực lực không ha. Đó. Đồ này thì giờ thì cô chú mình cũng biết rồi. Hàng này giờ nó cũng rất là hiếm rồi. Đó. Chích đế này mặt tiền ha, cực kỳ nha cô chú anh chị. Đó. Cây này nói chung có được nhiều, cũng em cũng có quay nhiều người trả giá mà chưa xong giá nha cô chú anh chị. Dạ, tại mấy hàng này em mua nó cũng cao, cô chú cũng biết rồi.
đồ nãy giờ đó. Cây này bữa nay nó hơi kéo chỉ, chạy chỉ nhẹ ha, rất là ok đó. Cây này em đo cho cô chú mình 2-3 vị trí nha. Đây gì là 68 già nè, anh đi vòng cho cô chú anh chị coi. Trên đầu cổ đế ha, nó già già không cắn đó. Nói chung là em đo là chuẩn chính xác rồi. Em nếu mà em đo xích xuống chút nữa thì cô chú mình biết cái cây này nó ra 70 73 đó, trên đầu cổ rễ. Dạ em tính là 68 hoành thôi nha cô chú. Cây này có cái chiều cao, chiều cao là 70 đó. Quá đẹp. Cây này có cái đường kính bầu hiện tại gì là nó được 90 đó. Tổng nồi đế rồi, cây này là đế 220 nha cô chú. Đồ này thì thôi, dạ đồ này giờ thì thôi cũng nói chung bonsai ha cô chú, bonsai đại ha. Dạ đường lắc lượng ha, cây cái da nó rất là đẹp ha cô chú anh chị đó. Rồi cái cây mã số 16, cây cuối clip em xin được phép giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa, giá là 52 triệu. Dạ em cũng dẫn bao ship toàn quốc đó. Cô chú thấy ăn ý thì ủng hộ em ha. Nói chung mấy hàng này giờ nói chung trên thị trường cũng không còn được bao nhiêu cây nha cô chú, tứ quý mà được dạng này ha. Cây này là chủ nhà là nói là 70 mấy năm ha cô chú anh chị. Dạ tứ quý mà hàng lớn này giờ nó rút rất là hiếm rồi cô chú anh chị ơi, chứ không phải là còn được số nhiều đâu. Nói chung mấy cây này mua cũng tranh đua với nhau, mua cũng tới giá cô chú anh chị, mua đâu có được rẻ. Giờ người ta săn tứ quý quá trời. Rồi dạ hôm nay em cũng lên được 16 voi tứ quý ha. Dạ em cũng rất mong cô chú anh chị gần xa xem kênh ủng hộ cho em ha cô chú anh chị. Dạ số điện thoại em nhắc lại là 0907 864 124, địa chỉ của em là thành phố Cần Thơ. Rồi em cũng xin mến chào cô chú ạ.